Em mới giảm cân thành công xong. Ôi Hà Anh có nhiều món lên hết cho em đi được không? Xương đùi con bò em. Ôi ôi xương đùi con bò đó hả? Xí quách. Đồ nó được nấu ở trong đây. Ôi ôi nhìn đã các bạn. Nó mất cái màu đục của cái da đó là nó sẽ chín. Ủa, nó tới đây luôn á hả? Ờ, nó tới trên luôn á. Trời ơi. Nóng dưới cái ruột của con này nó giòn và nó ngọt. À. Đó, đây là gọi là ruột kỹ này, trong đây nè. Người ta đó, những cái chất béo của cái ruột này nè. Quay kỹ vô. Chất béo của ruột này nè. Đó. Đây là gọi là lẩu giận đúng không anh? Đúng rồi. Là giận đi lại giận xíu á. Gân á. Đây, lẩu gân. Nó nhìn nó ngon. Rồi em húp đi. Giọt nó cho nó ra nước đi. Vậy hả? Các bạn. Thì sau khi chúng ta đi gọi là giảm mỡ bụng xong thì hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bò tơ các bạn, cho nó bụng nó bự lên. Thì trường mình đây ở dưới quận Gò Vấp, ở kia có cái tin cơm nè, đó. 293 xịt màu. Bò tơ 5 xanh. Đây các bạn, mình đang ngồi quán bò tơ 5 xanh, chuyên về bò tơ. Đây mình quán mình nổi tiếng về món gì ảnh? Dạ bên em thì nổi tiếng về bên em là chuyên về bò tơ. Dạ. À. Nhưng mà nổi tiếng bên em thì có rất là nhiều món, tất cả trong đây là món nào nó cũng ngon hết á. Thì em xin giới thiệu anh vài món trước. À. Là ví dụ bên em thì có món bê hấp lá tí tô. Đó, thường là khách vô đây thì khách sẽ gọi những món này đầu tiên nhất. Đó, và có những món đặc biệt ví dụ như phèo tặng nướng. Nó và xí quách. À, cái xí quách luôn à? Dạ đúng rồi, xí quách của em là quách B đúng không? B hay cục bò? Dạ, bò tơ. À bò tơ, đang người ta chiên bò tơ đấy các bạn. Dạ. Thịt nó mềm hơn đúng không? Dạ đúng rồi, mềm à. Rất là ngon. Rồi quá trời món luôn. Thôi Hà Anh có nhiều món lên hết cho em đi được không? Dạ ok. Em mới giảm cân thành công xong giờ em ăn. Có nhiều món lên hết đi. Dạ ok. Rồi menu quá trời món đúng không? Rồi ngồi tôi biết lựa theo từng món cho ông xem được. Nói chung là giá khá là rẻ ok các bạn. Đó. Quá trời luôn, menu nhìn thấy đẹp lắm, màu sắc. Thôi lên hết đi cho em nha ha. Dạ dạ ok. Rồi. Ở sau này mình thấy có phòng VIP luôn nè. Dạ bên em hiện tại có 3 phòng VIP anh. Phòng VIP tham quan không để phòng VIP này là sao? Đi vô ăn cũng được mà đúng không? Dạ dạ được rồi. À. Em ơi. Đây. Đây là phòng VIP. Ủa, có karaoke không gì đó hả? Bên em này có karaoke. Chất lượng thanh bên em là phòng VIP này ăn có karaoke luôn, cứ tính phí rồi vậy mà. Dạ không ạ, bên em thì vô vào biết thì chỉ có tính lên 100 là cái máy lạnh nhà đúng rồi, máy lạnh không, cam là miễn phí, còn là miễn phí. Cam miễn phí. À, ăn hát hò trong này. Thôi mình đang ngồi lấy không gian view cho nó thoáng đi các bạn. Đâu có hai đứa mà hát karaoke trong này. Đây đặc biệt đây. Trời ơi lên đúng không? Xí quách. Dạ đuôi bò ha. Trời ơi xí quách. Ủa là xí quách thiệt luôn á hả? Cái xí quách bò to. Cái xương đùi con bò em. Ôi ôi xương đùi con bò đó hả? Xí quách. Khổng lồ luôn. Đây như món gì anh giới thiệu hết dùm em coi, đây có món gì đây? Đây là gì anh? Cái này là bê lụi xả. Bê lụi xả. Ừ. Rồi cái này. Còn cái này là bắp bò nhúng mẻ. Bắp bò nhúng mẻ. Và cái mẻ mình rất đặc biệt nha, cái mẻ mình nước mẻ bằng được nấu bằng xương gà và mẻ mình nuôi tại quán luôn. À, nó bằng nuôi tại quán luôn. Mẻ là gì ta nuôi? Mẻ là cơm mình đó. Đi gỏi giống như gỏi bò hả? Gỏi bò bắp thấu hả? Bắp thấu bò bắp thấu. À mình ăn nhiều nó biết gỏi bò bắp thấu nè. Rồi cái này là bê hấp gừng. Bê hấp gừng rồi. Một những món mà ta hay ăn với nổi tiếng của Tây Ninh đó là ăn với cuốn rau rừng. À cuốn rau rừng. À bê hấp gừng rồi cuốn rau rừng. Cái này gì là gầu, cái này là gầu chút nữa em sẽ nướng, gầu nướng y. À gầu nướng. Còn cái này là cái thăn nội. À. Chút nó sẽ cắt tái ra cho em ăn với lẩu. À. Còn cái bắp bò nè. Dạ. Cái này là bắp bò đấy, bắp bò này anh sẽ em ăn hết nè, anh cắt thêm cho em ăn nữa. Bắp bò là cái này. À ăn hết là cắt thêm bỏ này nữa. Trời tôi kêu là hết quán là lên hết thiệt luôn kìa. Cái này là cái gì anh? À đây là lẩu bò, món đặc biệt của quán đây. Lẩu bò, cái nước lẩu ha. À, nó nước lẩu bò, nước lẩu. Rồi xong rồi cái cục này ăn sao anh? Hả? Cái cục này giờ sao? Bây giờ sẽ anh sẽ cắt ra cho em. Cắt sao? Cắt sao? Cắt được luôn hả? Được. Đi theo anh vô đây anh sẽ cắt ra cho em coi. À theo cho coi, coi cái đuôi luôn. Rồi, bây giờ anh kêu anh cắt rồi mình ăn thôi. Mình cũng thích xí quách lắm bạn. Rồi nó to đó. À đây là khu vực nhà bếp nữa bạn. Đây là khu vực nhà bếp bạn thấy không? Không gian rồi nhìn đã gì theo chúng mình, vậy theo mình coi anh cắt ở cái xí quách này như thế nào. Đó. Đây vô đây. Đây. Rồi các bạn. Đây. Ồ có cái máy cắt luôn thiệt nữa. Mình hay coi trên mạng rồi có máy cắt cái này luôn. Đó. Đây là xí quách của mình. Đó. giờ mình nướng cái này nè. Đâu, giờ sao? Từ từ, anh nướng ở đây coi biểu diễn thôi. Đó, giờ muốn cắt đâu. Ủa này là cưa hộp cưa máy. Tay phải rồi, tay phải được không? Anh cắt dọc đi, cắt dọc đi. Cắt dọc hả? À, được không? Được, kẻ làm to luôn á, kẻ to luôn. Nó tủy các bạn, ăn tủy luôn mà. Thử coi. Thường á bây giờ anh cắt kiểu truyền thống nha, trước đây truyền thống trước đây hai chục luôn à. Đây cái bên quay nước này từ từ. À. Lát nữa em sẽ nóng lên em trang cái tỉ đây. À, cái tỉ. Điểm đây. Rồi, ăn được luôn. Rồi. Quá cắt mình thôi. Rồi cắt theo kiểu Tây mà em muốn ta hay chép bò tơ vô để ăn á. À đúng rồi. Đó, mình cắt đậu. Đây các bạn, trời ơi, ui nó béo chó, nhìn nó mềm nữa nè, nhìn nè, tủy nè các bạn, nhìn nè, nhìn ngon lắm á. Ồ, cái này là mình gọi là múc ăn luôn, được không anh? Chính không, chính rồi đúng không? Chính rồi, bây giờ làm nóng lên thôi, cái này đuôi bò tí nữa anh sẽ thôi, cắt khúc khúc hả? Khúc khúc là thôi rồi, cho nó lỏng thôi. Đó vậy thôi. Đây em rồi. Đây là không gian bếp các bạn vô coi thử anh nấu ăn hồi nước lẩu. Giới thiệu em cái chỗ để bò đi. Để ra bò mình bò tơ bán nhau ngày. Không có ướp đông. Ướp đông. À cái này là bò tươi các bạn, trong ngày chứ không có bị đông. Nè rất là tươi. Bò tơ nên sườn bò nó rất là nhỏ, cái xương rất là nhỏ. Giờ da nó là mỏng mình ăn được, chứ còn bò già là xương nó to lắm. Ủa này sao cắt cục này là gì? Là mình sẽ ra tái những cái món xào rồi đó em. Được cắt bằng máy. Cái này ra cắt máy. Rồi. Còn máy còn đầy đủ. Đó bạn review thực tế mấy ông xem rất là nhiều thứ hay ho luôn các bạn. Bò ăn phải cái phân nhiều loại lắm. Đây là nguyên cái nồi đây nồi gì đó con phở vậy. Đây nồi lẩu bò đây. Là những cái mà xí quách hồi nãy mang đó. Là những cái thịt đồ nó được nấu ở trong đây. Ôi nhìn đã các bạn. Đó. Trời ơi xí quá. Cái nước nó ngọt là nhờ mấy cái này thôi chứ không có cái gì hết trơn á. Đây là nước lẩu hả? Nước lẩu á. Trời ơi nhìn nó béo bổ các bạn. Bao nhiêu thứ ngon, xương rồi hầm rồi kiểu đầy đủ luôn. Cái này nấu phở ăn cũng bắt sảy luôn chứ lẩu gì. Lẩu bò là nước nó giống nhau. Giống nhau các bạn. Thêm gì nữa rồi. Nhìn đã vậy chứ. Bò tơ Tây Ninh mình là nổi tiếng về rau. Nè, bò tơ Tây Ninh nổi tiếng về rau hả? Đi coi thùng rau rừng của ổng luôn mà. Trời nhiệt tình quá, nhiệt tình luôn. Thấy chưa? Rau được giữ bằng đá nó rất là mát. Rau đầy đủ. Trời ơi, có rau này ngon nè, rau nước lẩu nè. Nước lẩu, bông tơi, hải sản. Ok, giờ mình ra mình anh có điều cái xí quách đó mình ăn, mình muốn ăn với được không? Rồi em cho xí quách ra vô lẩu nóng cho anh đi. Các bạn nướng xí quách cho mấy ông coi. Chỉ có trên kênh Khoa Pug. Đây các bạn. Chỉ có trên kênh Khoa Pug nha các bạn, ăn bò mà sau khi bạn giảm béo xong là bạn phải ăn phải nạp lại. Chứ để bụng mà nó giảm xuống là uổng lắm. Đó, bạn thấy không? Nhìn nó phê chưa? Review kỹ là cho ông xem, sẽ nướng lên trong này nè. Nó sẽ chảy ra. Chỗ này là bạn tủy nè, rất là mềm. Nhìn nó. Nhìn ngon lắm. Lên nướng à. Nướng. Để cái cục này lên cái coi. Để bỏ lên cho nó đẹp coi. Đó, cục này nó nướng nó chín luôn các bạn, đó, cái miền quay các bạn coi tim nè. Ở dưới xíu quá thì nó chỉ nhìn như vậy như này. Nó ăn được hết nhưng mà ăn hết luôn đúng không anh? Ăn hết luôn á. Mà nó chín hết rồi. Giờ mình sẽ nướng này lên. Nướng cho nó nóng lên thôi. Để cho nóng lên. Cái này tại vì em là đặc biệt với măng nướng á, chứ thường là ăn lẩu người ta húp cái tỉ trong đây thôi. Nhưng mà em chỉ cần nóng lên em húp là được rồi. Đây các bạn, trời ơi nhìn nó thơm chứ phức luôn không kìm mà chứ gì. Đây tôi để lên đây cho đẹp nè, tôi để lên này đó, nhìn vô. Đó. Ăn nướng tại chỗ, xí quách. Khuyến khích các bạn nướng tại chỗ nha, nướng tại chỗ mình mới cảm nhận được độ chín, độ thơm của bò. Mình nướng nhờ mấy bạn nướng giùm á, người ta sẽ nướng chín, nó sẽ chín quá, nó sẽ bị dai hoặc đâu đây mượn cái này em coi thử coi, nướng tại chỗ gì đúng không? Cái này là nãy nói là gì ta? Bê lụa xả nó nhét xả giữa đúng không? Đúng rồi. Ủa sao anh chọn cho được giữa hay vậy? Có cái dao thọt qua. Dao thọt qua hả? Với lại Khoa để ý nè. Cái miếng da này nó em thấy nó đục đúng không? Em thấy nó màu sữa đục ngay chỗ này đúng không? Khi nào mà nó chín á là nó hết cái phần đục đó nó mới chín. À, phải có kinh nghiệm ảnh là biết các bạn. Bếp trưởng ở đây các bạn, chứ phải bình thường đâu. Nên mình đi là ăn là phải gặp bếp trưởng hỏi ảnh chuyện chỉ đi bắt giờ mình ăn trước mấy món em muốn nào. À, muốn Coca đi. Cho một đá đi, có đá không? Rồi, cũng ly. Này ăn uống heo thì uống Coca chứ bia bọt vậy đó. Lỗi này được chấm mắm nêm. À. Mắm nêm em ăn nếu chưa thấy vừa miệng á có thể nặng cắt vô. À, đây các bạn mắm nêm. Mình sẽ ăn thử món gỏi bò búp hấu. Bê búp hấu. Bê là nó khác với bò nha các bạn. Chấm với mắm nêm Tây Ninh. Mắm nêm gì đây? Mắm nêm gọi là mắm nêm gì? Mắm nêm Tây Ninh luôn, ở đây cái gì cũng Tây Ninh. Mắm nêm Tây Ninh đó. Ngon ạ. Nhẽm con nhẽm đồ mọt xong rồi giờ ăn này lại bùi giúp cái đục á. Bây giờ cái bên đây nó chưa chín nè, thấy không? Nó còn cái đục này khi hồi nãy mình nướng rồi nè. Nó mất cái màu đục của cái da đó là nó sẽ chín. Rồi. Đó, có da mình nướng lâu xíu thì chịu khó trở nó sẽ. Bây giờ em muốn cái này chín nhanh là để em ăn xíu bách nè. Cứ để nó đi từ từ. Từ từ cho nó nóng lên xíu. Đó nó còn nóng rồi nè. Nóng lên. Lửa nướng bò á là bò do là mình có thể ăn sống ăn tái được cho nên là lửa nó không có hỗn. Cái nhẹ dịu vậy đó. Cái lửa mà nó hỗn quá đó là nó khét nó cháy đúng không? Có miếng chín rồi nè. Đó, đây chín nữa các bạn. Rồi bỏ tay luôn chặt nè. À, kẹp luôn. Rồi cắt đây đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Con kẹp le rồi đó. Đây hả? Ủa cắt qua miếng sả luôn. Đúng rồi, ăn cái cục sả luôn á. Thấy không? Bò trên nướng vừa tới á, nó hồng hồng nó mềm mềm. Đó, ăn cái miếng sả luôn thì có thể cắt vừa ăn, cắt cái nhỏ là vừa ăn. Cái nhỏ này đúng không? Đó, miếng nhỏ này đi. Đúng rồi. Cắt cái cục sả luôn đi. Để sả hả? Dễ. Để nhai hết cục sả chứ. Nhai cục sả luôn hả? Rồi, ok anh. Muốn sao ăn gì luôn hả? Chấm chấm gì? Thử trước đi, thử origin trước đi. Đó ướp rồi. Thử nguyên bản đi. Đây. Nóng nha, Rồi cũng thơm nó ngon đó. Cũng đã luôn. Rồi. Gấp để cho. Gấp để cho anh. Rồi, anh ăn luôn đi anh. Rồi ăn rồi xong tụ luôn á, rồi chén dĩa đó. Chết cha, cái này khô lỡ cái này à. Đây cái này dính rồi. Cái này để em thử cho. Rồi anh bỏ vô. Đây. Rồi, đúng rồi. Ngon nha. Rồi. Cái muỗng không có muỗng cạo đó. Rồi. Cái muỗng cái không hết. Muỗng nhỏ nhỏ nha, múc cái này nó mới ấy được. Nó sâu lên nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ ăn thử cái gọi là cái xí quách này gọi là cái tủy anh. Tủy. Đây. Đây các bạn, đây em rơi kỹ vô. Trời ơi, nhìn nó đã vậy đó. Đây cái men qua chỗ đây nè. Ủa nó tới đây luôn á hả? Nó tới trên luôn á. Trời ơi, nóng chưa nha, coi nó nóng chưa nha. Cái nào chưa nóng em ăn những cái nóng trước đi. À cái nóng trước hả? Cái nóng nữa, nó như mỡ vậy đó. À. Béo thơm ngon không bạn? Đây là bò tươi mà. Thường bò tươi nó mới cái chỗ này nó mới ngon nữa hả anh? Đúng vậy. Không nó bị đen đúng không? Ngon. Còn cục này nữa để cho bên hai cục lận. Còn cái cục nếu mấy cục này em ăn sao? Cái đó là anh bỏ vô lẩu nha em. Em sẽ cắt ra. Lẩu xong mình hút, mình hút hả? Đưa cái dao qua đây nha. Đây các bạn, cái trong này có cục bự nữa. Đây, ở đây. Chút nữa anh sẽ cắt những cái vùng này ra cho em. Em ăn với lẩu, ta kêu là lẩu dựng á. Lẩu dựng. Đó, chút nữa anh sẽ cắt mấy cái miếng này. Đâu em bự hơn coi. Giờ em cắt thử coi. Đây. Rồi. Thử nha. Đây rồi, mình cắt này ra thì ăn trong lẩu. Đó. Em thấy không? Đây là gọi là lẩu dựng đúng không anh? Đúng rồi. Là dựng cái loại dựng xíu bánh. Gân á. Đây, lẩu gân. Nó nhìn nó ngon. Trời ơi. Cái cục này một cái cây thì bán bao nhiêu tiền? Hả? Rẻ rề. Nhiêu? Nhiêu anh? Cái này với cái lẩu luôn á, cái cây này có 70.000 à. Thôi, cái cây này có 70.000 thôi các bạn. Bạn mua viên cây này ăn vừa hết. Tủy tiếp xong rồi nè, vịt nè, bò nè thấy không? Sao anh bán rẻ vậy? Ở ngoài ăn phở bình thường á mà kêu một cái cục xí quách nhỏ xíu thôi là mắc lắm á. Đúng rồi. Đúng không? Tủy bò em phải hiểu là tủy nè, tủy xương ống với lại tủy xương sống nó khác nữa. Vậy hả? Đúng vậy, tủy xương sống là em ăn cái mắc tiền là cái tủy xương sống á. À, còn tủy xương ống rẻ hơn hả? Dậu này, tủy này thì tính chén thì nó rẻ hơn. Rồi, tôi ngồi tôi xiên ra tôi cắt được một đống luôn nè các bạn. Đó, rồi, biểu diễn bạn xem ăn nhúng vô lẩu này ăn ngon nè. Đúng rồi, nó để nhúng lẩu rồi. Nhúng lẩu á, giòn giòn sực sực á. Nghe mùi thơm của mẻ chua chưa? Đây. À, thơm mẻ lên rồi các bạn. Đây. Cái đuôi nữa. Ăn lẩu. Đuôi này có thịt nha các bạn. Kỹ vô nha, có thịt đàng hoàng. Đó. Rồi, anh biểu diễn ăn mẻ đi. Bây giờ anh em Ủa anh mới giúp gì vô vậy? À, cái gia vị. À gia vị, đây là ruột thẳng. Ủa sao gọi là ruột thẳng? Có ruột cong, ruột mềm. Ruột ra là ruột thẳng á, là dùng từ lóng thôi. À. Nói chính xác ai cũng biết là ruột già. À. Con ruột, con bò tơ á, cái ruột già nó dài 4 mét. Ruột chưa cất đúng không? Là ruột già đúng không? Vậy. Cái kia mới là khác. Đến cái này toàn sữa mà. Sữa hả? À, tưởng đâu trên Tây Bắc nó gọi nậm bịa rồi chứ. Không phải hả? Thắng cố là nó khác. Thắng cố. Đây. Đây là ruột thẳng. Thẳng. Đó. Cái ruột thẳng của bò tơ đó, đặc biệt của nó là gì không? Là nó nói về ruột với lại phèo á, ai cũng sợ về cái độ dai và độ đắng của nó chứ. À. Còn cái ruột của con này nó giòn và nó ngọt. À. Đó, đây là gọi là ruột kỹ nè, trong đây nè. Người ta những cái chất béo của cái ruột này. Quay kỹ vô. Chất béo của ruột này nè, đó, đó nó ngọt. Nhìn ngon lắm luôn á. Đó, ăn ngọt với đúng rồi. Em ăn cháo lòng em cũng thích, em cũng thích mấy cái này nè, đó. Đó là ruột thẳng. À. Thẳng ở trong phèo có, nhưng mà đặc biệt á là trong cái con bò tơ đó, nó mới em mới nhai hết nó mới giòn. À bò tơ nó mới giòn. Chứ còn mà bò già thì ăn nó sẽ... Mình ăn đây review bạn tôi là đặc sản không bạn? Bò tơ năm sánh rồi, bạn nổi tiếng Tây Ninh rồi đúng không? Đặc biệt mình là năm sánh 09. À năm sánh 09. Đó cắt ra. Nó còn nướng nó cháy vàng ươm lên không ta? Nó hơi vàng chứ hả? Vàng xíu á, nó khô với giòn ở ngoài là ok. Đó, trời ơi, nhìn thèm mấy ông thèm mà chảy nước miếng đúng không? Ăn thì tới Gò Vấp, bò tơ kho gì, năm sánh 09. Ủa mấy giá tiền sao ta nãy mình nhìn sơ menu giá tiền sao anh? Báo cho khán giả nghe thôi. Giá mà của quán đang bán á là khoảng 190.000 phần. Cái nào đặc biệt lắm thì khoảng hơn 200.000. Nhưng mà hiện tại đang bán là 145.000 đồng giá là tất cả các món. Từ hôm khai trương tới bây giờ còn khoảng 1 tháng nữa đó. Đồng giá 145.000 mà ăn cái gì cũng 145.000 hết các bạn. Bình thường là cái món này là nãy bạn coi menu là 190 đến 300 tùy món. Nhưng mà giờ đồng giá 145.000 hết từ đây đến cuối tháng các bạn. Đó, ông nào ăn rồi tranh thủ qua ăn thôi anh. Ngon lắm cái đồ này, trời ơi nguyên cái món nhìn menu trên này nè. Rồi bây giờ trước đi cho chín đi. Cho chín ăn thử mẻ đi. Trời giờ mẻ lâu quá lẩu. Cái mẻ này nè, nó có sả nè. Sả rồi ngon. Nhưng mà cái đặc biệt ở chỗ anh làm là gì? Cái nước này nè được nấu bằng nước gà, xương gà. Còn cái mẻ này á là mình nuôi cơm nguội lên men á, là ở quán luôn. Cho nên là em mệt người á mới là húp vô nó mau có hồi sức khỏe. Hồi sức khỏe mẹ. Tức là cái đây cái bò này nè, cái bò này là bắp bò. Bắp bò là được cắt cho cái cục ra nè. Cục ra bắp bò là đó, bắp bò đó giống vậy đó. Nó ăn nó sẽ giòn hơn là thịt tái bình thường. Đây, ấy nói là cái bắp bò này là cắt từ trong cái cục bò ra cho bạn coi nè, ăn hết rồi cắt bỏ vô. Nói chung ở đây cái gì cũng 145.000 hết, đồng giá. Rồi, giờ mình nhúng vô sao anh? Mình cứ dùng đũa thoải mái đi ha. Rồi, dùng đũa thoải mái đi. Rồi, nhúng cái gì đó hả? Ăn nhúng lẩu gì đó hả? Nhúng tả bánh lùi á, nhưng mà có cái là em thích ăn tái thì em nhúng nhẹ nhẹ cái là em chơi được rồi. Rồi, vô cho luôn. Ngọt đã lắm. Rồi bò tái mà chấm mắm nêm được không? Mắm nêm luôn nó. Mắm nêm vậy nhìn nó đã lắm bạn, vừa ăn lắm. Mềm. Giòn ngọt. Giòn ngọt đã. Hấp miếng hấp miếng nước rồi. Chua ngọt chua dịu đã. Hấp miếng nước mẻ. Ngọt chua dịu bạn. Không có bị gắt. Đặc biệt là cái này nó ăn rau lan nha, rau lương thì ăn nướng rồi làm muối nè. Rau lan. Mình bỏ vô dưa lẩu vậy hả anh? Đó nó vậy lát nữa em ăn vô. Có người thích là dùng thêm bún mà ăn. Thích dùng bắp chuối vậy. Rau muống thì rau muống. Đó, thì đây em cứ nhúng tiếp ăn gì nhúng đó. Để lâu quá nó dai. Rồi hiểu. Chơi đặc biệt nha. Mấy bạn nên hiểu điều đó là bò tơ là ăn là không có mập nè. Nó không có cái loại mà protein của cái bò đỏ đó. Vậy hả? Ăn gì có khỏe thôi. Nam nữ gì ăn gì cũng khỏe vậy. Bò tơ ăn không có mập giờ mình mới biết thông tin này luôn á. Tại vì nó chưa có vậy thì nữa mà. Chưa thì luôn. Đó, chơi được rồi đó, chơi được các bạn. Em nhìn nè, chơi được rồi đó. Đó, vàng ươm là ăn gì là ăn được đúng không anh? Đúng rồi. Chính rồi. Đây. Thử origin trước đi. Thử origin. Ăn nguyên bản nè. Ồ, ống. Nó giòn. Ồ, bạn nhai ra á. Nó rửa luôn á. Nó ngọt. Nó bứt à. Nhìn đã, cái này nó phồng lên nhìn đẹp mà. Bật cái đèn lên cho nó sáng nha men. Đẹp không? Bồng luôn. Giòn lắm luôn các bạn, nhìn chảy nước miếng liền, mấy ông chảy nước miếng liền. Cái này hơn 145.000 tôi không tin nổi. Ok các bạn, giờ mình cho bạn coi nhà vệ sinh nó tại quán của con bò rồi bạn. Bò Tơ năm sáu nó hình con bò luôn. Đó, vô đây. Nhà vệ sinh nam. Trời, cái hình là biết nhà vệ sinh nam rồi đó. Đây vô đây. Trời ơi, không gian nhà vệ sinh nữa bạn. Nhìn sang cảnh thì sạch đẹp không? Không, là chỗ đáy. Trời ơi, nhìn nó mối. Đây là bồn cầu cho bạn xem. Đây. Trời, nó mới chứ. Cái hình con bò nó đến là vui rồi, trời đồ xịt nữa nè. Đầy đủ. Ô. Công nhận luôn á. Vô đi đái không mà cũng thấy thích rồi đó. Rồi, nó đã. Ok. Giờ đã lên để gọi là nồi lẩu giận nè. Rồi đây là gì đây? Đây là gì? Bê hấp gừng. Bê hấp gừng. Đây các bạn. Đây là cái món mà vô cùng nổi tiếng như nói về bò từ bò cho tới cái gì cũng vậy mà nó có cái món mà hấp cuốn rau rừng á là nổi tiếng nhất. Hấp cuốn rau rừng các bạn. Giờ anh sẽ cuốn cho mình. Để đó cuốn cho anh Khoa. Mà đó giờ mấy anh chị mình ăn á, hoặc bà mẹ mình ăn á, tụi em đâu có biết cái món này nó nằm ở chỗ nào của con bò đâu đúng không? À, tụi em muốn ăn thử nó mềm không? Cái này nè của con bò nè. À, cái nọng cổ. Nó lắc qua, nó lắc qua lắc lại đó là cái này của con bò nè. Anh nói là chỗ này nó nằm ngay dưới con bò bạn, ngay cái cổ nó. Giờ em ăn thử nguyên bản nó thử nó mềm không nha. Ok, chấm mắm nêm là vô địch luôn. Chấm mắm nêm, chấm xíu mắm nêm. Ăn rất là mềm. Hết thảy luôn. Mềm, giòn, ngọt. Nói tới bò Tơ Tây Ninh, bò Tơ Củ Chi hay bò gì, cái món này là nó hàng đầu, nó nằm top luôn á. Nó thành huyền thoại rồi đúng không? Huyền thoại rồi. Ăn là cái món này, giờ sẽ cuốn bánh tráng cho mình. Đặc biệt là quế vị nha, phải có quế vị mới đủ nha. Quế vị là gì? Cái xá xị đó, cái rau xá xị á. Đây là lá sung đúng không anh? Cái đó là lá xoài. Lá xoài. Nhưng mà nó có cái tên về rau rừng, cái tên lạ lắm mà anh không có nhớ. À. Ồ, cuốn rau rừng gì vậy luôn hả? À, quế vị. Xá xị đó. À, xá xị. Ở đó thì em nhiều rau quá sao ăn cu. Thôi rồi anh, đừng nhiều rau quá anh, em đang cho mình ăn heo không kìa. Lên đây cuốn bự quá là ôm luôn á. Cuốn bự quá ăn cho vừa miệng anh. Rồi, được rồi, 2 miếng rồi. Trời ơi, cái bánh tráng của mình nó đặc biệt lắm nha. Có nghĩa là bánh tráng truyền thống là để thấm nước nó mềm đúng không? À. Bánh tráng này auto mềm. Gọi là bánh tráng Tây Ninh phơi sương hả? Đúng rồi, cứ cần em cuốn là thôi là nó tự động nó. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Hai. Mắm nêm. Chấm miếng mắm nêm. Mắm nêm này mình làm đặc biệt lắm nha. Là bằng tác của thơm á. Nó không có mặn. Đúng rồi, nó ngọt thơm mà. Ngon mặn. Ăn rất là hợp. Ăn từ từ đi anh. Anh em mình ăn thiếu. Ăn thơm tụ vui bạn. Lỡ mà kêu hết quán giờ cuối cùng anh rất chữa nữa rồi. Anh bán lấy rồi ăn luôn rồi. Nó quá rẻ. Không phải. Em ăn cái bê hấp này thì em phải ăn thêm một món nữa. Đó là lòng đen hấp gừng. Lòng đen hấp gừng. Đây, tôi cứ kêu qua. Nữa hả? Trời ơi, còn chưa hết món luôn bạn. Thôi đây gọi là dọn quán luôn hả? Dịp quán luôn. Thì ăn sạch menu. Cái lòng đen hấp gừng này á. Của bò Tơ nó hơn con bò lớn ở chỗ là nó đây. Bây giờ anh cứ ăn đi rồi anh sẽ nói cho em nghe. Lòng đen hấp gừng. Đây gọi là lá sách rồi đó. Lá sách. Em ngửi hơi nó có mùi không? Mùi khó chịu hay là mùi không? Cái này là giống như bữa em lên trên Tây Bắc em có ăn một lần. Thì không biết nó tên là gì, giờ mấy anh nói em biết là lòng đen. Giờ chấm gì nãy? Mắm nêm. Mắm nêm luôn. Tất cả thì chấm mắm nêm đúng không? Đây là món thần thánh đúng không? Ủa, anh cho trao rồi nó làm gì? Đó để mang lẩu. À. Ngon, giòn cho sụt. Cái bò Tơ á, cái này nè, nó mới còn cái mấy cái đen này thôi. À. Rồi mà em thấy mà bò mà đã màu trắng hết á. Trắng hết như là về lòng bò truyền thống mình thấy đó, lá sách là mình ta nạo những cái đen này đi á. Thì đó là thuộc dạng bò lớn tuổi nó có thể dai hơn. Ở cái bò Tơ mình nó mới còn những cái này. Ủa, nhưng mà những cái này ăn rất là tốt cho cái bò tử của mình. Cái này nó hình vuông, tổ ong, cái này là khác hả? Tổ ong rồi bô tử rồi cái dạ đựng cỏ con bò đó. À rồi. Lá mía đồ nằm hết. Đi lên đây giờ anh mới giới thiệu mới hiểu mình đi Tây Bắc mà mình không biết là gì hết mà anh giới thiệu mới biết là trời ơi. Giờ mấy anh nhậu rất là thích ăn món này. Này rất là tốt cho cái bao tử mình. Cháy hàng nó là enzyme. Ủa nhưng mà vì cái nồi lên cũng 145.000 hiện tại đang khuyến mãi. Đang khuyến mãi 145.000 luôn. Ở đây là bán con chín chứ quận nhất là bán cao hơn á. Vậy là có 190 mà giờ có 145, bất kể cũng được 145. Khác biệt đấy là gì không? Khác biệt nhất đó là mình nhập con bò tơ là mình lấy bộ lồng của con bò đó thôi, mình không có mua thêm. Nếu mua thêm là nó là con bò khác rồi, nó dày hơn, nó hôi hơn rồi. Hiểu nghĩa là cứ một con bò có một bộ lồng thôi, hết thì thôi. Bạn nào đi tới trễ thì hết hàng rồi. Giờ ăn lẩu nữa, bạn quất lẩu nè, vớt này ra cho em, vớt ra rồi ăn hút ống hút đồ này nọ. Trời nhìn nó đã. Ok anh, lấy ống hút vào đây, rồi cứ bắt sơ sầu cá chút vậy đi. Rồi cái này có chỗ để không? Cái cục này có chỗ để không? Cái cục đó lái ai ăn thì gấp cho. Vậy đi. Ai ăn nó nóng. Đây, giờ mình làm cho vui nè, mình để dùm húp vô trong này luôn này. Cho nó vui. Húp được không? Phải chừng nóng nha. Anh chờ chút phải chừng nóng. Chừng nóng nha. Rồi em húp đi. Sọt nó cho nó ra nước đi. Vậy hả? Thơm mấy bạn, bạn chọt vô. Trời ơi, tại tôi húp xì xà vậy hả? Thơm quá, ngon không bạn? Này hút cho đóng luôn nè. Trời, trong này cục đóng đó nè, để cho anh em nè, hút anh em mới hút. Đó, mình chỉ phá vô đó là được rồi bạn. Nhìn đã quá. Ok. Giờ mình ăn lẩu. Coi nhìn nào. Trời, cái nồi lẩu nhìn nó bổ quá chứ. Rồi để anh cắt cho em miếng này. Rồi, ôi. Chấm như chao. Chấm như chao hả? Nãy giờ chao mới được phát huy. Đây là xí quách nè bạn, thịt trong xí quách. Trời ơi, cái ruột mềm lắm, ngọt lắm. Ai tin là cái nguyên cái cục này có 70.000 không bạn? Cái đuôi nha, đuôi nè, nhớ là đuôi bò tươi đó, bò tơ là nó mới nhỏ vậy nha. Đuôi bò tơ. Mấy món đặc sản không à? Hấp miếng coi. Đây đúng nghĩa là tôi ăn hết menu luôn, ăn là thật menu quán luôn á. Đúng không anh? Em ăn đi, giờ lát nữa anh cho em ăn cái điêu còn hết hồn nữa. Ok. Thôi anh lên gì á? Đây là những món ăn thêm nè. Ở đây nha, mình có cái bò viên là gọi là bò viên vô địch. Lấy cho anh 2 viên bò viên với cái tương. Mày ăn miếng đùi bò đi. Đùi bò này chắc nó mềm á anh? Dĩ nhiên rồi, ok lắm. Trời nó nóng. Bây giờ cẩn thận nó nóng. Ồ, nó đã. Tôi đây là tôi ăn rồi, hầu như hết cả con bò rồi, xí quách rồi đuôi. Bắp bò, rau bò, lông bò. Ủa lông gì chứ, lông bò nấu? Dạ, lông nướng đâu, để đây. Đó lông đen quá. Cái này là mang ruột nè, dưa ruột. Ruột thẳng. Đây cứ xử cái lẩu đi. Rửa lẩu. Ăn một món khá dữ dội nữa đó là cái bò viên phải bỏ vô đi. Trong thời gian chờ đợi, các bạn coi cái lòng. Nó lòi gì ra luôn nè. Mà không là sữa rồi chứ không phải bạn nghĩ. Bạn không nghĩ là ruột già là lấy đâu đây của con bò tơ nó khác hẳn nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cắt các bạn coi là cận cảnh rồi nha. Nè. Đó. Thấy không các bạn? Nhìn ở ngoài vàng rồi tôi nói ở trong là còn sữa mọng luôn. Hết sảy. Chấm miếng mắm đêm nữa thôi rồi luôn. Nó giòn. Đừng ơi em cắt cho. Giòn cưng khủng. Ngon quá. Hết sảy luôn. Đây rồi, cảm ơn anh. Cái này là bò viên to dữ. Cái này anh kêu là bò viên vô địch là sao biết không? Là cái bò viên này á, ở quán mình lấy đặt riêng biệt cho quán mình thôi, không chỉ có bán cho mình nên không bán ngoài. Bảo đảm em luôn là bò viên cân, nó bự gì đó. Rồi mình cắt ra thử đúng không? Đây anh có cắt sẵn bỏ này cho nóng rồi nè. Và đặc biệt á, cái bò viên này nè, anh chọi vô tường đó, nó phải văng 2 mét. Này giống trong phim Châu Tinh Trì đúng không? Đúng, anh là giống như Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì bây giờ gọi là độ đàn hồi cao đúng không? Hồi cao á. Bỏ vô là nó sẽ cái này nó là đem ra cho em coi mẫu rồi, còn cái anh đã cắt ra nè. Bò gì đã cắt ra nè. Cắt ra. Đưa cái chén. Tôi nói cái chén này đi em luôn. Vô luôn. Rồi. Được rồi. Nhưng mà đặc biệt ở đây nha, cái tương là mình nấu ở trong quán luôn. Cái tương nấu luôn, để lấy cái tương lên. Ủa bạn. Nói chung là cái tương thôi. Mình sẽ phải tính tiền các bạn chứ không xíu theo là ảnh sẽ ra rất là nhiều món nữa là mình cháy túi các bạn. Anh với bill nè. Ok cho tính tiền đi anh. Đọc lại nha, đọc lại mấy món nãy mình ăn. Đọc lại mấy món ăn, ảnh ngồi lên liên tục là kiểu này là chết liền. Cho bạn coi cái menu hết bao nhiêu tiền. Trong thời gian đó mình sẽ review thêm. Cái, đây là bà viên. Chưa bò viên này phải đậu không được, được, bỏ vô cục đi. Cái bò viên này hay phải chấm với cái tương này. À vậy hả? Bỏ miếng sa tế vô. Rồi, ok. Rồi, ok. Sa tế vô. Tại quán nha. Tương nó tại quán mà miếng sa tế vô. À là menu luôn rồi. Rồi, ok cảm ơn anh. Đây có menu rồi, từ từ mình sẽ ăn thêm miếng bà viên nữa đã. Để coi thử cái giá tiền cho bạn hết hồn. Trời ơi, không có gì hết. Anh ăn cái ăn miếng rồi. À ăn đi anh. Rồi. Ngon. Ủa tương ớt này ngọt nè. Có cay. Tương Việt Nam tương này giống tương đam đàn ăn hả? Tương hột á. Tương hột mình nấu lại quán. Đấy bạn, tổng mình ăn hết là 1.800.000. Đấy bạn. 1.820.000, trời ăn hết nguyên menu luôn, bán luôn đó, 1.800.000 mà rẻ chứ. Lẩu xí quách, bê lụi xả, bê hấp đường lòng đen, thăng ngoại, bê tái chanh, gầu nướng nghi, bắp nướng nghi, thăng nội, lẩu thập cẩm, bắp nhúng mẻ, ruột thẳng. Tổng cộng là bao nhiêu món đây? Đúng không? Đúng món không? Ai món nè, nó đếm luôn nè, tới 15, 16 món. 16 món còn lại là phần nước. Tổng cộng là nước mình không tính đi. Là coi như là 14 món, 11 món. Đây. Tổng mình ăn hết 11 món các bạn, có 1.800.000 mấy thôi. Có 145.000 một món các bạn, đang khuyến mãi, nó còn bình thường là tới 190. Đúng anh? Trời ơi. Tại vì nãy em kêu hết quán mà, chứ thực ra là nếu 4-6 người đi á thì mình ăn từ 4 món là hết ra rồi. Hết cả no, hết nổi rồi. Em nhìn đi định lượng rất là nhiều. Ok các bạn. Thì ở chung là mình đã review cho anh bạn xem hết show qua là bò tơ 5 sánh 09 là bạn có gì món gì ngon hay hấp dẫn thì hết menu luôn rồi đó. Thì rất là nhiều món ăn rất là ngon, giá bình dân các bạn, 145.000 cả hết quán. Tất cả cái menu đồng giá. Thôi nói chung là các bạn xem nó giờ phút này nha, nếu hay nhớ cái kênh, nhớ like, chia sẻ nữa, mình còn review thứ hay hấp dẫn hơn ở video đằng sau. Giờ thì kết thúc để ngồi mình ăn rồi comment ăn rồi chung cho thoải mái bạn, nhiều quá đi, thật sự hai anh em ngồi ăn nói chuyện không hết được. Phải kêu thêm đồng minh ăn được mới hết được tấm này nè. Đó cho ngồi ăn vậy anh chủ quán còn có lít cao rồi dương trăm rồi nãy giờ chứ. Anh em cứ lên nói bác anh que là bạn của anh Khoa Pug là sẽ được giảm 10%. Ok anh. Vô ăn nói bạn Khoa Pug coi đi, Khoa Pug được giảm 10% nha các bạn. Từ đây đến cuối tháng hả? Quen em mà giảm hoài. Giảm hoài luôn. Còn từ đây đến cuối tháng là giảm 145. Trời ơi. Nhớ nha, giảm hoài luôn, coi Khoa Pug ra là biết liền. Rồi ok, kết thúc cho game men ăn.